Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số săn sale tiếp theo, và hôm nay là 25 tháng 8, đợt sale có thể nói là lớn nhất trong tháng 8, cũng như là một trong những cái đợt sale lớn nhất trong năm. Các bạn để ý là hôm nay là có rất nhiều những cái deal cực kỳ là hấp dẫn ha. Và một trong những cái deal có thể nói là thơm nhất trong ngày sale hôm nay ấy, mình nghĩ các bạn không nên bỏ lỡ thêm nữa, chính là Realme Narzo 50 sale còn tầm 3,4 triệu, các bạn tin được không? Realme Narzo 50 mà sale còn tầm 3,4 triệu. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Lazada có gửi voucher cho những cái bạn fan hoặc là viewer theo dõi kênh Đam Mê Công Nghệ, những cái bạn đang xem video này này, thêm một cái mã giảm giá nữa thì mình sẽ để phía dưới mô tả video nha. Và comment các bạn cứ bấm vào để mà lấy, để có những cái mức giá nó tốt hơn. Ví dụ không áp được con này thì các bạn áp cho những cái món phụ kiện và những cái con máy khác để tiết kiệm tối đa ha. Chúng mua online thì chúng ta luôn có mức giá tốt, và đặc biệt là trong những cái đợt sale lớn như thế này á. Đó, và Realme Narzo 50 thì trong tầm này thì mình nghĩ là nó hết nước chấm rồi. Nó rẻ hơn Redmi Note 11, nó rẻ hơn Poco M4 Pro, rẻ hơn là Tecno Pova 3 và rẻ hơn Tecno Pova 2. Đó, và nó ngang mức giá với Redmi 10C, Poco C40 hay là Narzo 50A Prime. Đó. Và trong khi đó con này là Narzo 50, con máy có cấu hình rất cao luôn. Và con này đầu tiên là thiết kế nó khá là đẹp. Đó, mặc dù nó thuộc dòng Narzo nhưng mà thiết kế nó như những cái dòng tầm trung, phân khúc tầm 6 đến 7 triệu đồng. Chúng ta được trang bị màn hình đục lỗ. Tầm này là các bạn sẽ phải mua nhiều con màn hình giọt nước nha. Đó, HD Plus nha, nhưng mà con này thì Full HD Plus. Và đặc biệt là có lên đến là 120Hz tần số quét và kích thước lớn là 6,6 inch. Quá hấp dẫn. Tiếp theo là cấu hình Helio G96 và 4 và 64. Tất nhiên là 464 nó không phải là RAM ROM cao, nó chỉ RAM ROM đủ trong cái tầm này. Nếu như được 628 thì best choice luôn rồi, nhưng mà ok, con chip mảnh thì sẽ gánh được cho RAM ROM. Các bạn lưu ý ha, RAM ROM nó không quyết định quá nhiều đến hiệu năng của một chiếc máy đâu. Ý là đừng có phải là 1, 2GB, 3GB là được. Tầm 4GB trở đi á thì RAM ROM cao nó không quyết định nhiều quá đến hiệu năng của máy. Các bạn lưu ý nha, rất nhiều bạn cứ hiểu lầm là phải mua RAM ROM to chơi game mới mượt. Em phải mua 628, 828, 8256 nhưng mà không nhìn lại con chip. Ví dụ 828 mà đi với 680, mà đi với gọi là 665 là thua rồi. Đó. Không thể nào gánh được cấu hình vì con chip nó chiếm đến 80%. Còn lại RAM ROM và cái sự tối ưu nữa. Đó, và nó đi kèm với con G96 tầm này là nó lý tưởng quá rồi. Nó sẽ vượt trội hơn G85, G88, G80 là Snap 665, 662, 680 ở bên Qualcomm. Đó, và cấu hình này các bạn có thể yên tâm vừa chơi game tầm trung, liên quân, refi, tốc chiến tốt, mà lại vừa có thể là cân thêm PUBG và kể cả là Genshin Impact ở những cái mức setting hợp lý ha. Con này nó vẫn có thể là cân tốt. Rồi tiếp theo là thông số khác như kiểu là pin 5000, sạc 33W, tầm này quá ngon rồi. Tầm này thì chắc là 18W là tối đa thôi, không còn nào vượt hơn. Cổng Type-C, đó, pin đâu sạc nhanh. Có như camera 3 ống kính 50 tròng. Thường những con tầm này thì vứt hết camera để đầu tư vào chip, đầu tư vào pin đồ này kia. À, nhưng mà con này thì lại được đầu tư camera nó ngon như những cái con mà tầm 6 đến 7 triệu đồng của Realme ấy, chính hãng. Con này thuộc dòng Narzo là nó rẻ hơn dòng Realme mà. Bởi vì Narzo là dòng chủ lực bên Ấn Độ và bán online. Và con này thì camera con này chụp tốt nha, tốt hơn Redmi Note 11 nhiều luôn, mình đã có video so sánh. Cũng như là hàng mới Foodbox, 12 tháng bảo hành bảo tỏi là mức giá quá hợp lý. Mình biết là rất nhiều bạn không thể nào mà bỏ ra được quá nhiều tiền. Các bạn ráng lắm là tầm 3 triệu rưỡi, các bạn cũng không thể ráng lên 4 hay 4 triệu rưỡi, 5 củ, 6 củ. Các bạn không thể nào ráng được thì mua con này quá ngon. Hoặc bạn nào máu thì quất luôn cặp đôi hai con này thì giá cũng chỉ có là 7 triệu đồng. Ví dụ là các bạn muốn mua tặng điện thoại cho vợ, cho chồng, cho anh chị em gì đó thì quất một cặp đôi ha, vừa mình xài vừa cho em, cho anh, cho chị xài đồ này kia thì con này quá hợp lý luôn. Rẻ mạnh, đặc biệt là những cái bạn trẻ mà thích camera chụp ảnh và thích chơi game thì con này nó quá hợp lý luôn ha. Và Realme thì cũng chính là kiểu như là Oppo thôi, các bạn bảo hành bảo tỏi thì trung tâm cũng đầy khắp cả nước, cũng yên tâm. Và đây là gian hàng chính chủ đến từ Realme ha, thì các bạn sẽ là yên tâm là không có vấn về hàng hóa, không có vấn đề gì đó đâu. Đó, thì trên đây là cái deal tốt nhất trong đợt sale 25 tháng 8 này. Đó, các bạn nhanh tay bấm vào link phía dưới mô tả video nha. Và ngày hôm nay là 25 tháng 8 là đợt sale lớn, các bạn nên mua trong ngày hôm nay để có những mức giá tốt nhất. Và mình nghĩ là cái deal này thì nó cũng không có tồn tại lâu đâu.